Thưa quý vị, thưa các bạn, trong xu thế hội nhập quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển mình, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Nằm trong xu thế chung đó, xác định hoạt động xúc tiến thương mại là một trong những giải pháp quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường. Do đó, các địa phương có thế mạnh về nông sản cần tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của địa phương mình, tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt chú trọng tới xây dựng thương hiệu nông sản, liên kết quảng bá và tìm hướng đi cho sản phẩm đặc sản đặc trưng vùng miền. Năm 2022, sản lượng vải thiều Bắc Giang ước tính đạt được khoảng 180.000 tấn, trong đó vải thiều sớm khoảng 6.750 ha, sản lượng khoảng 60.000 tấn, vải thiều chính vụ khoảng 21.250 ha, sản lượng khoảng 120.000 tấn. Niên vụ 2022, Hưng Yên có 5.000 ha nhãn, trong đó diện tích đang cho thu hoạch là 4.800 ha. Với 84.000 ha cây ăn quả của tỉnh Sơn La, ước cho sản lượng khoảng 450.000 tấn, trong đó riêng sản phẩm xoài đạt khoảng 75.000 tấn. Bắc Giang, Sơn La, Hưng Yên hay Bắc Cạn là những tỉnh thành có thế mạnh về các mặt hàng nông sản được người tiêu dùng ưa chuộng như là vải thiều, mận hậu, xoài, dâu tây, bưởi, nhãn lồng, bí xanh. Nên ngay từ đầu năm 2022, các địa phương này đã chủ động phối hợp với các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương, trong việc phối hợp tìm đầu ra cho mùa vụ tiêu thụ với sản lượng lớn, nhanh chóng đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, xây dựng quảng bá thương hiệu nông sản, liên kết chương trình OCOP và đặc biệt chú trọng mở rộng kênh phân phối trên các sàn thương mại điện tử. Đây là cái dịp để Sóc Trăng chúng tôi có điều kiện quảng bá, giới thiệu đến các cái tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cũng như là trên cả nước về mặt hàng của Sóc Trăng để làm sao là kết nối được một cái chuỗi giá trị từ sản xuất cho đến chế biến cho đến tiêu dùng, là tăng lên cái giá trị của sản phẩm. Hướng đến của Đồng Tháp thì hiện nay đứng về ngành công thương thì chúng tôi thực hiện những cái chương trình. Thứ nhất là các chương trình kết nối tiêu thụ nông sản trên các cái kênh phân phối thương mại điện tử. Cái thứ hai nữa là các cái kênh phân phối lớn ở các cái kết nối với các cái kênh phân phối lớn ở các cái siêu thị, các cái trung tâm thương mại lớn. Cái thứ ba nữa là tỉnh cũng đã hiện nay cũng đã thành lập 3 cái trung tâm lớn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc để làm sao cung ứng ra thị trường để nhiều người biết đến các cái sản phẩm Đồng Tháp. Các hoạt động hội chợ, chương trình kết nối giao thương, quảng bá được Bộ Công Thương cũng như các địa phương tổ chức đã tăng cường kết nối cung cầu cho các sản phẩm nông sản đặc sản Việt Nam. Các sản phẩm được nhiều khách hàng quan tâm là trái cây tươi và chế biến từ các tỉnh phía Nam như là chanh không hạt, thanh long, xoài. Một số trái cây đặc sản phía Bắc như là bưởi diễn, cam cao phong, vải thiều Thanh Hà, mận hậu Sơn La. Bên cạnh đó, chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến thương mại được Bộ Công Thương tổ chức tại 3 miền Bắc, Trung, Nam đã thu hút sự tham gia của nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của các tỉnh, thành phố tham gia trưng bày như xoài, nhãn, miến rong Bắc Cạn, lúa gạo Long An, chè Thái Nguyên, cam, hạt sen của tỉnh Đồng Tháp. Các sản phẩm được giới thiệu tại đây đã góp phần phát triển thương hiệu đặc sản vùng miền cho hàng nông sản Việt Nam. Trong nhiều năm qua thì Bộ Công Thương luôn luôn là chủ động phối hợp với lại các địa phương trong việc là triển khai kết nối tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là những nông sản của các địa phương có vụ mùa, có sản lượng lớn khi vào vụ mùa, đặc biệt là quan tâm ngày càng chú trọng hơn về là thị trường trong nước, cũng như là bên song song đó thì đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu để giảm tải cũng như là tránh phụ thuộc vào một trong số những hoặc là một số thị trường cụ thể. Để có đầu ra bền vững cho nông sản đặc trưng vùng miền, bên cạnh việc cải tiến mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, doanh nghiệp và người dân cần đặc biệt chú trọng tới hoạt động kết nối, đa dạng hóa hình thức xúc tiến thương mại, phân chia lợi nhuận trong toàn chuỗi. Ngoài ra, doanh nghiệp cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sản phẩm theo hướng nhấn mạnh đến sự khác biệt đặc sản vùng miền để người tiêu dùng biết đến. Do đó, muốn đẩy mạnh tiêu thụ đặc sản vùng miền, các doanh nghiệp và người dân trong quá trình sản xuất đặc sản địa phương cần xây dựng kế hoạch dài hạn thay vì ngắn hạn với mục tiêu cụ thể, đồng thời liên kết với doanh nghiệp bán lẻ trong việc thiết lập hệ thống phân phối, từ đó đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và xuất khẩu.